Chào mừng anh chị trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Saiko. Thì hôm nay em Phúc sẽ giới thiệu cho anh chị những cái mẫu xe đua mà hiện tại Tâm Đức Saiko đang có sẵn nha. Thì đầu tiên em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu Sion Gopel ADV G0. Đây là một cái dòng xe chính hãng của Sion mà bên Tâm Đức đã nhập chính hãng từ Đài Loan về nha. Thì con này hiện tại đang có giá bán là hơn 146 triệu nha anh chị. Thì với mức giá này anh chị liên hệ tới em sẽ có chiết khấu cho anh chị. Thì con này nó sẽ sử dụng gúp điện của Shimano Ultegra G8170 nè, rồi cấu hình sẽ là full carbon. Thì phải nói là những cái mẫu xe của Sion vật liệu nó rất là nhẹ nha anh chị, vật liệu carbon composite phải nói rất là nhẹ. Còn mẫu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu Netto Ostrich. Thì con xe này nó sẽ có phân khúc là 30 triệu nè, và giá chính xác của nó là gần 20 triệu. Thì con này là một trong những mẫu xe mà có thiết kế như những cái dòng xe chính hãng ở châu Âu nha anh chị, do là khung nó được thiết kế theo dạng hình ống nha anh chị. Đó. Còn về cấu hình con này nó sẽ sử dụng là bộ gúp của Shimano 185G7120 và phanh sẽ là phanh dầu của 7170. Thì đây là một những cái dòng xe mà ở phân khúc này mà anh chị nên tham khảo nha. Và đối thủ của nó là kế bên anh chị là Java X9.9. Đây là một cái dòng xe mã rất là mới của dòng nhà X9. Thì con này hiện tại đang có giá bán là 30.990.000 và cũng sẽ sử dụng là bộ gúp của Shimano 185G7120. Đó, thì ở phân khúc 30 triệu này hiện tại các mẫu xe đang rất là cạnh tranh với nhau. Và tiếp tục mẫu xe mà em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu Java Fuco. Con này hiện tại đang có mức giá là giảm chỉ còn 27 triệu nha anh chị. Giá niêm yết là nó tới 28 triệu lần. Còn khi mà anh chị mua thì bên em sẽ giảm 1 triệu là còn 27 triệu. Thì con này hiện tại đang có cấu hình là full carbon anh chị. Và bộ gúp nó sẽ là của Shimano 185G7120. Dò dĩa nó sẽ là dò dĩa đầy cáp. Rồi sên liếp này kia nó sẽ là một cái thương hiệu khác. Nhưng mà khi mà anh chị mà muốn nâng cấp dò dĩa này lên thì giá nó sẽ 29.990.000 nha. Đó, thì bên em sẽ hỗ trợ nâng cấp cho anh chị. Và ngàm nó sẽ là ngàm của Shimano 185G7170 anh chị. Nó phải nói là rất là chất lượng nha. Thì Java Fuco hiện tại đang có sẵn 3 phiên bản màu. Trước mặt anh chị là phiên bản màu trắng xanh, rồi có phiên bản màu đen bóng, đen nhám nữa. Thì sẽ có rất là nhiều lựa chọn cho anh chị. Còn anh chị nào mà muốn mua một cái xe đua mà có giá thấp hơn thì đây em muốn giới thiệu cho anh chị là mẫu Twitter G12. Con này hiện tại đang có mức giá là 15.990.000, là một trong những cái mẫu xe mà khung carbon có giá thấp nhất ở thời điểm hiện tại nha anh chị. Nó sẽ sử dụng là khung carbon nè, phục carbon, rồi cọc yên carbon, trọng lượng nó đó chỉ tầm hơn 9 kg một tí thôi. Thì với 16 triệu, chưa đến 16 triệu mà anh chị sở hữu một con xe đua mà với trọng lượng như này thì em đánh giá rất là nhẹ rồi nha. Và cấu hình sẽ là cấu hình 2.12 clip của Vitesse. Rồi thì ở phân khúc 30 triệu nữa thì hiện tại Tâm Đức đang có mẫu Twitter G12 nè anh chị. Con này hiện tại đang có giá là 33 triệu. Thì với phiên bản này tụi em sẽ có nhiều cái phiên bản vành cho anh chị. Thì trước mặt anh chị là phiên bản vành Speed nè, rồi có phiên bản vành Campanolo, phiên bản vành Dugak. Đó, thì cấu hình nó sẽ là full carbon, rồi khung sẽ là khung đổi màu của Twitter. Và con này nó sẽ sử dụng là full luôn nha anh chị, full luôn bộ truyền động của Shimano 185G7120. Thậm chí là cái đĩa này cũng là đĩa Shimano nè anh chị. Đó, cấu hình nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái mẫu xe mà nãy giờ em giới thiệu cho anh chị. Còn về cái mẫu Java X9 mà phiên bản tay ngang dành cho những anh chị nào thích thiết kế của X9 nhưng mà sở hữu là đi đông ngang thì mẫu này là mẫu sẽ phù hợp cho anh chị. Giá là 29.990.000 và nó sẽ sử dụng là phanh dầu của Shimano luôn nha anh chị. Còn với con trong là Silvo 8 là một trong những mẫu xe phanh gom và giá 29 triệu đang giảm chỉ còn 27 triệu thôi. Cấu hình sẽ là Shimano 185G7000. Đó, thì nó cũng sẽ là full carbon trừ bô tan, rồi full Shimano 185G7000 trừ cộng sên nha anh chị. Cũng là một cái cấu hình rất là chất nha. Rồi đây là một cái phiên bản Java X9.4 mà đây cũng là một trong những cái dòng xe mà ở phiên bản này là cao cấp nhất ở cái series X9 này. Thì con này hiện tại đang có giá bán là 68 triệu. Gúp sẽ là gúp điện của Shimano Ultegra G8170. Thì đây là một trong những mẫu xe mà nó có một cái cấu hình mà ngang ngửa những cái dòng xe mà chính hãng vài trăm triệu nha anh chị. Như con Sion hồi nãy là em giới thiệu là 146 triệu anh chị, mà nó sẽ sử dụng là bộ truyền động như con này. Đó, thì Sion nó phải nói là nó là một đẳng cấp khác ở thương hiệu rồi. Còn về Java tuy là một cái thương hiệu tầm trung nhưng mà sử dụng là một cái cấu hình rất là cao cấp như này mà giá chỉ 68 triệu thì rất là ok nha anh chị. Rồi ở phân khúc 20 triệu thì mẫu Yamaha Silvo 6 top cũng là một cái lựa chọn cho anh chị tham khảo nha. Thì con này nó sẽ sử dụng là khung nhôm nè, phuộc sẽ là phuộc carbon T800, rồi cấu hình sẽ là Shimano 185G7000 anh chị, giờ dĩa gạt đĩa cui đê, rồi còn tay lắc sẽ là tay lắc của Elchu GX. Đó, thì tay lắc này sẽ là tay lắc 12 speed nha. Thì cũng sẽ sử dụng luôn tay lắc dầu và ngàm dầu của Elchu. Đó, thì đây là một trong những cái mẫu xe mà có thiết kế ở phân khúc 20 triệu cũng rất là đẹp nha anh chị. Rồi tiếp tục thì nếu mà dưới hơn nữa thì tầm 16 triệu thì cũng có mẫu Java Silvo S6 nên chị. Con này hiện tại đang có giá là 16 triệu. Khung sẽ là khung nhôm, rồi phụ carbon T800. Còn cấu hình sẽ là ba món của Shimano Ultegra, thì tay lắc nè, vẹt đĩa QD, cấu hình là 2 đĩa 10 lít thì giá 16 triệu. Anh chị cũng có thể tham khảo mẫu này. Thì bên Tâm Đức hiện tại đang có rất là nhiều mẫu xe cho anh chị tham khảo, tầm hơn 4 triệu đến hơn 100 triệu thì rất là nhiều nha anh chị. Nên là anh chị nào mà quan tâm tới mẫu xe nào thì có thể liên hệ tới em sẽ tư vấn kỹ hơn về size xe, màu xe cũng như là nhu cầu của anh chị. Còn video này em xin kết thúc tại đây, hẹn anh chị những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh chị.